Ngày nào cũng vậy, cứ đến tiết học của cô Huyền là các bạn học sinh lớp 4D đều mong chờ và cảm thấy hào hứng. Ở lớp, cô Huyền phụ trách khoảng 10 học sinh, độ tuổi từ 8 đến 9, chủ yếu là học sinh khiếm thính. Để các em có thể nắm bắt được chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học, cô luôn phải tìm tòi những phương pháp giảng dạy hay, hiệu quả. Để mà giúp các em học được tốt hơn thì trong từng bài dạy thì chúng tôi đã điều chỉnh bài dạy rồi. Và thứ hai là chúng tôi thiết kế những cái bài học mà trực quan, sinh động để thu hút được các em hơn và giúp các em có thể tiếp thu bài một cách dễ nhất. Không chỉ vậy, đối với cô Huyền, mỗi học trò đều là một trang giáo án khác nhau, mà ở đó người giáo viên vừa dạy học vừa đóng vai trò như người chị, người mẹ. Điều hạnh phúc nhất của cô là thấy học trò đánh vần tròn chữ, biết làm phép toán đơn giản, biết thể hiện cảm xúc bản thân. Đối với học sinh khiếm thính thì các em không biết thể hiện tình cảm. Nhưng mà trong những năm gần đây thì các em học sinh lớp lớn hơn, khi mà tôi còn làm dạy ở những lớp bé, thì các em học cấp 2 hoặc là ra trường thì các em cũng luôn nhớ đến các thầy cô và quay về với các thầy cô và nhắc lại những cái kỷ niệm là ngày xưa cô đã giúp em như thế nào, như thế nào. Và thực sự đấy là một cái niềm rất là vui và tự hào và cảm thấy là mình cũng đã giúp một cái điều gì đó nhỏ bé cho các em. Sự tâm huyết với nghề và tình yêu thương học sinh của cô đã trở thành tấm gương để đội ngũ giáo viên trong trường học tập ngày ngày đồng hành cùng các mầm xanh thiệt thòi bằng chính trái tim mình. Điều ấy đã giúp con đường hòa nhập cộng đồng của các em trở nên gần hơn.